Gì vậy ông nội? Gì la làng ông sụm như vậy? Ông ghét không ạ? Chưa bị khùng hả cha? Nói mày đi cha, chưa bị khùng. Đứng tìm. Đi rồi. Mày la gì quậy trời? Ơi! Làm gì vậy? Nó kìa. Ê, con mèo. Con mèo cái đầu bự lắm, mèo. Mèo giờ bao quá chơi xàm cái gì vậy? Thiệt. Nó bự lắm. Nó có cái lưỡi đỏ, cái lưỡi đỏ nữa. Đâu? Không phải này đâu. À, đây nó kìa. Thấy gì đâu trời? Mày xàm gì có thấy gì đâu? Mẹ bị kháo gì vậy? Má kìa. Mẹ giỡn, nó chơi mà thấy vậy á. Nó nói thiệt. Vui tính như bà. Có. Nó ngoài miếng rồi. Có ai đâu? Có. Có rồi mà có. Má đó. Có thấy ai đâu chạy? Có kìa. Có ai đâu kìa. Có ai đâu kìa. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào. Nó kìa. Nó kìa. Yeah,